Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Mỹ phạt một công ty Việt Nam vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên. Ngày 25 tháng 10, AFA tiếng Việt Loan Tình, công ty đồ uống Việt Nam phải nộp phạt vì bán đồ uống cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. Theo đó, một công ty đồ uống của Việt Nam vừa phải đồng ý trả một khoản tiền phạt là 860.000 đô la cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì đã bán đồ uống có cồn cho Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ và đây là hình bản tin trên AFA. AFA dẫn thông báo của cơ quan quản lý tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 17 tháng 10 vừa qua cho biết công ty Việt Nam Bivores Company Limited đã đồng ý trả khoản tiền phạt trách nhiệm dân sự này thay mặt cho các công ty thành viên của mình. Theo thông báo, từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018 các công ty thành viên của Việt Nam Beverage Company Limited đã nhận khoảng hơn 1 triệu 140 ngàn đô la tiền thanh toán qua các ngân hàng và cơ quan tài chính của Mỹ để bán đồ uống có cồn cho Triều Tiên. AFA cho biết, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018, các công ty thành viên của Việt Nam Beverage Company Limited đã thực hiện 26 hợp đồng bán và xuất khẩu bia, đồ uống sang Triều Tiên với hai công ty của Triều Tiên là Korea Samjin và Korea Jomin, cùng hai công ty trung gian là Sunico tại Singapore và Altec Global ở Seychelles, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ, tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabico. Theo AFA, các công ty của Việt Nam Beverage Company Limited đã nhận 43 chuyển khoản với tổng số tiền khoảng 1 triệu 140 ngàn đô la Mỹ từ việc bán các sản phẩm cho 15 công ty thứ ba, bao gồm 7 ở Hồng Kông, 4 ở Trung Quốc và 4 công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng hai công ty được nói tới ở Singapore là Seychelles, tất cả 43 lần chuyển tiền này đều được thực hiện qua các ngân hàng của Mỹ. AFI cũng cho biết, theo cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ, cả Việt Nam Beverage Company Limited và các công ty con đều không có các chương trình hay chính sách tuân thủ lệnh cấm vận của Mỹ vào thời điểm bán hàng cho Triều Tiên. Vẫn theo AFA, Việt Nam Beverage Company Limit là công ty nắm 53,39% cổ phần của tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabico và hiện thuộc sở hữu của công ty Thái Lan là Thai Bếp. Bộ Tài chính Mỹ trong thông báo không cho biết tên cụ thể những công ty con nào thuộc Việt Nam Beaveress Company Limited, đã vi phạm lệnh cấm vận. Và đây là hình người Triều Tiên vô cùng thiếu thốn, nghèo khổ do sự kiên định với chủ nghĩa cộng sản của giới lãnh đạo chớp Bush. AFA dẫn các quy định của Mỹ, theo đó việc vi phạm lệnh cấm vận này có thể bị phạt mức tiền cao nhất lên đến hơn 15 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ xác định Việt Nam Beaveress Company Limited đã không cố tình giấu giếm việc vi phạm này khi dàn lãnh đạo mới của công ty vào năm 2019 đã phát hiện ra vi phạm và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ. Căn cứ vào các điều khoản hướng dẫn thực hiện lệnh cấm vận, trong trường hợp cụ thể này, cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ xác định mức phạt cho Việt Nam Beverage Company Limit là 1.720.000 đô la Mỹ. AFA nhận xét khoản tiền nộp phạt mà Việt Nam Beverage Company Limit đồng ý trả là 860.000 đô la Mỹ, cho thấy sự xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo hướng dẫn đã được cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ thực hiện. Theo đó, Việt Nam Beverage Company Limit và các công ty con không nhận được thông báo phạt nào từ cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ trong 5 năm trước ngày thực hiện giao dịch. Việt Nam Beverage Company Limit đã hợp tác đáng kể với cơ quan quản lý tài sản nước ngoài của Mỹ trong việc điều tra và cung cấp thông tin về vi phạm Việt Nam Beverage Company Limit và các công ty con, sau đó đã có các biện pháp sửa sai để đáp ứng chính sách tuân thủ lệnh cấm vận. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Quá trình dân chủ hóa ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam. Sau đây là bài viết của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada ngày 26 tháng 10. Cuối thập niên năm 1970 và đầu năm 1980, Hàn Quốc bước vào một giai đoạn lịch sử đầy biến động với những cuộc đấu tranh căng thẳng giữa quyền lực độc tài và khát vọng tự do, dân chủ của nhân dân mà nổi bật là cuộc nổi dậy chi Quang Sự kiện Tri Quang đánh dấu khởi đầu của cuộc đấu tranh dân chủ. Cuộc nổi dậy Tri Chu khởi nguồn từ sự phẫn nộ của người dân trước chính quyền quân sự của Tổng thống Chu Du Hoành, người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 1979 sau cái chết của Tổng thống Park Chung Hee. Tình trạng thiết quân luật, kiểm soát gắt gao truyền thông và đàn áp phong trào dân chủ đã đẩy nhân dân Hàn Quốc, đặc biệt là sinh viên và người lao động xuống đường biểu tình. Và đây là hình cuộc nói dậy Chi quan Chu ở Hàn Quốc. Ngày 18 tháng 5 năm 1980, tại thành phố Chiuanchu, những người biểu tình yêu cầu tự do và dân chủ đã bị quân đội đàn áp đẫm máu. Hàng trăm, hàng ngàn người dân vô tội đã thiệt mạng. Nỗi đau từ Chiuanchu đã thức tỉnh toàn xã hội Hàn Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào dân chủ và tạo áp lực buộc chính quyền quân sự phải nhượng bộ. Đến năm 1987, sau hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc, chế độ độc tài cuối cùng đã sụp đổ và Hàn Quốc chuyển sang nền dân chủ. Phép màu phát triển của Hàn Quốc Hàn Quốc sau khi đạt được nền dân chủ đã trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. Từ một quốc gia nghèo khó sau chiến tranh Triều Tiên, Hàn Quốc vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới với nền tảng giáo dục, công nghệ và công nghiệp tiên tiến. Nhìn từ Hàn Quốc có thể thấy rõ rằng dân chủ và phát triển không mâu thuẫn nhau mà trái lại chính dân chủ hóa đã tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển vượt bậc của quốc gia này. Hàn Quốc là minh chứng rõ nét cho việc một chế độ dân chủ có thể đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài, bền vững, đồng thời củng cố sự đoàn kết xã hội. Và đây là hình thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bài học từ Hàn Quốc cho Việt Nam Ngày nay, Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức tương tự mà Hàn Quốc đã phải đối mặt hơn 4 thập niên trước khát vọng tự do, dân chủ và thịnh vượng của người dân ngày càng rõ nét, đặc biệt trong giới trẻ. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng đưa ra một lộ trình dân chủ hóa. Tình trạng này gây ra lo ngại về việc Việt Nam sẽ phải trả một cái giá đắt nếu không có những thay đổi kịp thời và hợp lý. Bài học từ Hàn Quốc nhắc nhở chúng ta rằng dân chủ hóa không nhất thiết phải diễn ra thông qua bạo lực nếu Việt Nam có thể học hỏi Hàn Quốc và chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình chuyển đổi thì hoàn toàn có thể tránh được sự đổ máu không cần thiết. Đảng với quyền lực và vị thế hiện nay có thể đóng vai trò như một đối tác có trách nhiệm trong tiến trình dân chủ hóa. Thay vì đối đầu với khát vọng của nhân dân, Đảng có thể chủ động dẫn dắt quá trình này, tránh những hậu quả thảm khốc mà sự trì hoãn có thể mang lại. Một Việt Nam dân chủ, thịnh vượng và tự do hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu có sự hợp tác giữa chính quyền và nhân dân, thay vì tiếp tục duy trì tình trạng đối đầu và nghi kỵ lẫn nhau. Và đây là hình một cột xuống đường của người Việt Nam. Vai trò của giới trẻ trong tiến trình dân chủ hóa, lịch sử cho thấy không một quốc gia nào có thể tiến tới dân chủ mà không có sự tham gia và quyết tâm của thế hệ trẻ. Ở Hàn Quốc, chính sinh viên là lực lượng tiên phong trong phong trào đòi dân chủ giới trẻ việt nam cũng đang đứng trước cơ hội tương tự sự tự do và dân chủ phải được giành lấy thông qua sự kiên trì quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ sự thay đổi thể chế chính trị tại việt nam nếu diễn ra trong hòa bình không chỉ là điều mà nhân dân mong đợi mà còn là con đường tốt nhất để tránh những bi kịch lịch sử giới trẻ việt nam cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa không chỉ đòi hỏi dân chủ mà còn đòi hỏi sự chuyển đổi hòa bình và trách nhiệm từ phía chính quyền. Đó là con đường duy nhất để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Liệu Việt Nam có thể chuyển đổi thành công hay không? Nhân dân Việt Nam với khát vọng tự do và dân chủ ngày càng mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là động lực chính cho quá trình dân chủ hóa. Nhưng yếu tố quyết định lớn nhất vẫn là cách mà đảng và giới cầm quyền lựa chọn ứng xử với những thay đổi đang diễn ra. Nếu đảng sẵn sàng lắng nghe và hợp tác quá trình dân chủ hóa sẽ diễn ra trong hòa bình, mang lại lợi ích cho toàn dân tộc. Ngược lại, nếu tiếp tục giữ thái độ bảo thủ và đối đầu, Việt Nam có thể phải trả một cái giá rất đắt. Sự lựa chọn do đó nằm trong tay cả hai bên, nhân dân và chính quyền.